Number three. Chữ y trong tiếng Anh con đọc sao nè? Chữ y là tiếng Việt của con là lập chữ y đúng không? Nhưng mà tiếng Anh con lập chữ y là nó đọc như thế nào? Ai? Con phải đọc là ai? Ai? Còn chữ y trong tiếng Anh của con đọc là nó là chữ chữ e của tiếng Việt. Ha, nhớ cho cô ha, hai cái chữ này nó hay bị lộn nè. Chữ y trong tiếng Việt của mình thì mình gọi là, trong tiếng Việt của con gọi là chữ y, nhưng mà trong tiếng Anh con đọc là I. Ha, I. Ok, number 3, what number is it? No, what number is it? Cô đang hỏi con số này là số mấy? What number is it? Six. 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 Right. Good. Number four, Calvin. Number four. Calvin. Gia Khánh ơi. Yeah. À, sao cô kêu con mà con không trả lời? Calvin. Yeah. Yeah. Calvin. Right. Yeah. Okay. Number four. A. 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 What's letter missing? What's letter missing? Z. Z. Yeah. Z. Z. Okay, right. And what number is it? What number is it? Eight. À, có chữ T ở đằng sau như con eight. Right. Eight. Next. Very good. Ở cái phần này thì cô thấy cái phần bài tập của tụi con nộp về cho cô á, thì đa số các bạn đều làm đúng ha. Good. Okay. Next. Number one. Look, read and tick the box. Cái bài này thì người ta kêu mình là nhìn, đọc và sau đó tích vào trong cái ô trống ha. Các con sẽ nhìn vào bức tranh và sau đó chọn cái đáp án đúng. Ok. Rabbit. Rabbit. Yes. Ok, number one. Four. I'm four. 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 Rồi, four con cong lưỡi lên nè. Four. 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 À, giống như chữ for, con đọc for bình thường đúng không? For. Đọc cho cô thử cái for. Four. À, rồi, bây giờ mình cong lưỡi lên, cũng cái từ đó nhưng mà cong lưỡi lên. Four. Four. Right. Four, right. Why? Why? Tại sao con lại chọn là four? I'm four. Tại vì con thấy có bốn cây đèn cày trên cái bánh kem. Right. Bốn là số. Là four. Four. Right. Good. Thank you, Anna. Anna.
Anna. Yes. Okay, right. Number two. Number two. Seven. How old are you? I'm again. I'm seven. Why? Why? Bảy cây đèn cày thì số 7 con đọc trong tiếng Anh là gì nè? Right, good. Okay. Next, horse. Rồi như anh tắt mic đi con. Rồi, như anh để ý cho cô là sau mỗi lần phát biểu là mình tắt mic giùm cô nha. Tất cả các bạn khác cũng để ý cho cô luôn nha. Phát biểu xong thì vui lòng tắt mic cho cô luôn ha. Rồi, ok, right. Number three, horse. Number three. Number three. Eight. I'm eight. Why? Why? Horse. Horse. Yes. Okay. Why? Why do you choose eight? Tại vì con thấy có 8 cái cây đèn Ok, 8, số 8 trong tiếng Anh mình gọi là cày. 8, right. Good. Next. Okay now.
Let's review number 1 to 10. Okay, now listen and then trust and drop the number to their corresponding places. Tức là các con sẽ nghe, các con sẽ nghe và sau đó mình sẽ chọn những cái số ở bên phía bên tay phải của mình nè vào cái chỗ vị trí nghe thích hợp ha. Okay, now let's listen. Cái nghe nó bị gì rồi. Rồi, tụi con có đang nghe nó có đang nghe không tụi con? Tụi con có nghe được gì không? Không. Ok. Dạ. Rồi nó bị lỗi rồi. 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 Khác thì xem nó có nghe. Rồi, nó bị lỗi gì rồi. Ok nào. Okay, now let's review the number. When I point a number, you must say this number. For example, when I point to number 1, you must say 1. When I point to number 8, you must say 8. Right. Tức là cô sẽ chỉ bất kỳ một con số nào đó và các con phải đọc được cái con số đó cho cô ha. Right. Mina. Yes. Okay. Cô sao không thấy gì con? Ờ, đợi cô xíu. Right. Okay. This one, what number is it? 5. 5. What number is it? 3. 3. And what number is it? 10. 10. 10. 10. 10. 10. Oh, 10. Right. Okay. Sky. Yes. Okay. What number is it? 2. So, what number is it? 4. 4. Okay. What number is it? 9. 9. Right. Cherry. Yes. Okay. What number is it? 1. What number is it? 5. 5. Good. What number is it? 7. Good. Very good. Right. Milk. Yes. Okay. What number is it? 3. No, 3. 3. 3. 3. 3. Okay. What number is it? 6. 6. And what number is it? 7. Very good. Right. Next. Michael. What number is it?
Michael. 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 Tấn Lộc ơi. Tấn Lộc. Michael. Sao bên lo của con nó đang bị Tấn Lộc. Nó hơi bị giật. Tấn Lộc nghe có nói không? Rồi. Okay, right. What number is it? What number is it? Tấn Lộc, Michael. What number is it? No, no. What number is it? Cái bên loa của con nó đang bị gì vậy Tấn Lộc? Nó cứ cờ giật như vậy. Con có đang ngồi kế tivi hay là gì không? Rồi, Tấn Lộc nghe cô nói chưa? Michael. Rồi, im lặng luôn rồi. Michael. Michael hot. Okay. Michael out. Maybe yeah. Michael out. Michael. Yeah. Cô đang gọi bạn Michael. Bạn nào yes? Gia Khánh hả? Okay, next. Cat. Cat. Okay, what number is it? Four. What number is it? Six. And what number is it? Nine. Good, very good. Next, bike. What number is it? Bike. There. What number is it? Two. What number is it? Nine. What number is it? Three. Very good. Cake. Cake. Yes. Okay, what number is it? Eight. What number is it? Four. What number is it? Ten. Right. Good. Calvin. Calvin. Yeah. Okay. What number is it? Five. What number is it? Seven. Good. What number is it? Two.
two. Very good. Rabbit. Yes. Okay. What number is it? Ten. Ten. What number is it? Six. Six. And what number is it? Three. Three. Very good. Okay, that's all. Okay, how old are you? Anna, how old are you? Six. Okay, Anna, how old are you? I am 7 years old. You're so right. Okay, next. Horse. Horse. Yes. How old are you? I'm 7 years old. Right. Good. Mina. Yeah. How old are you? I'm 7 years old. Good. Sky. Yes. How old are you? I am 7 years old. Good. Cherry. Yes. Okay, how old are you? I'm 7 years old. I'm 7 years old. Yes, right. Okay, turn up your mic, please. Turn off your mic. Right. Turn off your mic. Tắt micro cho cô. Tắt cái mic cho cô. Rồi bạn nào đang mở mic tắt mic cho cô. Milk. Yes. How old are you? I'm 7 years old. Right. Good. Cherry. Yes. Okay. How old are you? I'm 7 years old. Is all right. Michael. Michael. Yeah. Okay. How old are you? I am 7. Again, I am 7. I am 7. Years old. Years old. Right. Cat. Cat. How old are you, cat? I am 7 years old. Years old, right, good. Bike. How old are you, bike? Bike. There. Okay, how old are you, bike? I am 7. Yes. Yeah. Oh. Yes, roll. Okay. Cake. Không tắt hết nào rồi con mắt mẹ nhận quà nhớ hả? Để bạn còn mấy nữa. Không cứ xong rồi tắt hết cho mẹ đứng. Cake.
Yes. Okay, how old are you? I am 7 years old. Right, good. Calvin? Yes. How old are you? My name... No, my... how old are you? How old are you? I am 7 years old. Years old, okay, right. Rabbit. 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 Okay, right. Rabbit, not here. Okay, look at the picture. Look at the picture. Okay, we have stand up. Stand up. Stand up. Okay, repeat. Stand up. Stand up. Repeat. Horse. Horse. Yes! Okay, stand up. Stand up. Oh, stand up. Okay. Everyone, let's write down the words on your book. Rồi, các bạn sau khi cô đọc xong một cái từ nào, cô giải thích xong thì các bạn ghi cái từ đó vào trong tập của mình nha. Okay, first one, stand up. Stand up. Cô ơi, xin hỏi cô. Yes. À, hỏi con đi xét nghiệm. Giơ tay phát biểu đàng hoàng cho cô coi, đâu phải muốn nói là nói. Sao con? Cô ơi, hồi nãy con đi xét nghiệm nên con vô trễ nửa tiếng. Ok, right. Nguyễn Quốc Bảo nói. Con là Nguyễn Quốc Bảo, tiếng Anh bot. Ok. Rồi, Quốc Bảo, cô dặn lại là sau cô mỗi ơi, cái từ... có đề tớ không vậy cô? Sao con? Có đề tớ không cô? Các con ghi thứ ngày tháng của ngày hôm nay và sau đó ghi cái buổi học của ngày hôm nay nè, rồi sau đó các con ghi cái từ này cho cô. Thấy rồi. Ok. Cô ơi cô. Sao con? Mình đặt thứ tiếng Anh hay là thứ tiếng Việt cho cô? Con cứ để miễn sao là con nhìn vô cái bài đó là con biết hôm nay con học, hôm nay là ngày đó con học bài đó. Ha. Con cứ viết làm sao mà con dễ hiểu nhất có thể là được. À, hiểu ý cô nói không? Rồi, ok. Stand up, stand up. Ok, stand up. Tức là mình đứng lên ha, stand up. Stand up, ok, right. Stand up. Right. Net. Rồi các con viết cái từ đó vào trong tập của mình ha. Right. Rồi, mỗi một từ viết xong, bạn nào viết xong một từ nào đó thì giơ tay lên cho cô ha. Ok, viết xong một cái từ nào đó thì giơ tay lên. Raise your hand if you finish. Raise your hand if you finish. Giơ tay lên khi nào mà các con viết xong ha. Ok. Stand up. Stand up. Thank you.
Have you finished? Have you finished? Rồi các bạn viết xong chưa? Cô ơi, con đang bị thớ không? Rồi cái phần đó viết chưa xong nhé, con viết cái. Rồi cái phần thứ đó thì con viết sau ha. Rồi bây giờ cứ tạm thời là viết cái phần từ vựng cho cô trước ha. Cái phần thứ đó để học xong mình viết sau cũng được. Yeah, right. Rồi, bữa sau thì các bạn ghi thứ sẵn cho cô trước nha. Để trong buổi học sau khi nào mà cô yêu cầu mình ghi bài vô thì các con chỉ việc ghi bài vô thôi chứ không cần phải ngồi đó viết lại cái phần thứ cho cô nữa. Ha, cái phần thứ ngày tháng thì các con viết trước khi vào buổi học cho cô. Trước khi vào cái buổi học của ngày hôm đó thì mình viết sẵn thứ ngày tháng hết cho cô. À, right. Okay, wow. Finish. Wow. Yes. Cái từ vựng ở đâu rồi cô? Cái từ vựng cô đang chiếu nè con. Con thấy được cái từ đó chưa? Stand up, stand up. Nat, have you finished? Have you finished? Quickly. Lâu quá. Rồi, bây giờ những cái từ này cô sẽ gửi về sau, các con chép vào trong tập sau ha. Thì tạm thời trước mắt là bây giờ các con chỉ việc học theo cô, học cái đọc của từ này như thế nào, các con biết được cái từ này là từ gì, rồi cách đọc như thế nào ha. Rồi cái phần mà chép cái phần từ này nè, để cô sẽ gửi về sau, rồi các con sẽ chép sau ha. Rồi, chứ bây giờ là chép, đợi các con ngồi chép là rất là lâu ha, vô cùng lâu luôn. Ok, stand up. Rồi các bạn theo kịp ha. Cô sẽ dạy những cái từ này cho con trước, dạy cho con cách phân biệt cái từ này đọc làm sao. Còn cái phần chép từ vựng này cô sẽ gửi sau, rồi các con chép về nhà chép sau cho cô ha. Ok. Next. Sit down. Mina. Yeah. Ôi, sao viết kế bên stand up luôn đúng không cô? Các con viết một dọc xuống cho cô. Ví dụ như là stand up con viết một hàng, rồi xuống dưới hàng tiếp theo là con ghi sit down cho cô, chứ không có ghi một cái hàng ở trên, đúng không? Cứ hết xong một từ các con xuống dòng, chứ không có viết liên tiếp liên tiếp liên tiếp. Rồi được chưa con? Được chưa? Rồi được chưa con? Ôi, có gạch ngang không cô? Các con viết sao cũng được, miễn sao các con biết được cái từ đó, người học thuộc cái từ đó là được. Muốn gạch ngang cũng được, không muốn gạch ngang cũng được. Ok, right. Sit down. Xấu đó. Mina. Yes. Sit down. Sit down. Right. Next.
Hands up. Hands up. Mình giơ tay lên ha. Mình giơ tay lên thì mình nói là hands up. Hands up. Hands up. Sky. Yes. Okay, repeat. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Con nói một lần cho cô. Nói một lần cô thử luôn được không? Hands up. Rồi. Con khen cái chữ rồi. Hands up. Hands up. Rồi bạn nào không thấy chữ? Con. Rồi, cô nói cái phần con không thấy cái chữ của cô đang chiếu luôn hả? Dạ. Những bạn khác có đang thấy cái chữ cô đang chiếu không? Dạ thấy. Cô ơi, cô thấy không? Ờ rồi. Con cũng thấy. Ừ. Rồi, hồi nãy bạn nào không thấy con Kevin con... Kevin. Kevin không thấy hả? Dạ. Yeah. Rồi để cô share lại. Mà đóng cửa sổ rồi, mà mở cửa sổ trong quán tính nghe chị. Rồi, Kevin thấy chưa con? Rồi, Kevin thấy chưa? Rồi. Okay, right. Hands up là mình giơ tay lên phát biểu ha, mình gọi là hands up. Hands up, right. Next. Rồi, mình để tay xuống mình gọi là hands down. Hands down. Hands down. Cherry, repeat. Cherry. Cherry. Hands down. Hands down. Hands down. Right. Good. Next. Hands down. Open your book. Mình mở sách ra ha. Mình mở sách ra mình gọi là open your book. Open your book. Milk. Repeat. Milk. Yes. Okay. Open your book. Open your book. Open your book. Open your book. Book. Right. Good. Close your book. Close your book. Michael. Close your book. Michael. 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 Yeah. Okay, close your book. Repeat, close your book. Close your book. Close. Close your book. Close your book. Rồi, từng từ cho cô này ha, one by one. Close. 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 Your. Book. Close your book. Okay, right. Okay. Now let's point, say and do. Bây giờ các con sẽ chỉ nói và làm theo cái hành động này ha. Okay, right. For example, I have open your book. Number one. Number one. Look at number one. Open your book. Okay. Number two, number three, number four, number five, and number six. Okay. Number two. Number two. Cat. Number two.
Look at the picture, Pikachu. Cat. Yes. Okay. Pikachu. Two. Close. Nè, cô giải thích lại cái phần của bài tập này, tức là mình sẽ nhìn vào từng bức tranh và sau đó nói cho cô biết là từng bức tranh này nó đang thể hiện điều gì. Chẳng hạn như bức tranh số 1, nhìn như bức tranh số 1 cho cô, thì người ta đang có hành động là open your book, right? Rồi bây giờ các con nhìn vô bức tranh số 2 cho tới bức tranh số 6 và trả lời cho cô biết là cái hành động đó là hành động gì, right? Rồi được chưa? Ok, number 2. Đâu là hành động đóng đọc lại. English, English. English please. English. Rồi. Cho con. Rồi bây giờ chị Diệp nhìn vô cái bức tranh và đọc cho cô cái hành động đó bằng tiếng Anh ha. Ok, number 2. Close. Close your book. Ok, close your book. Look your book. Close. No. Close. No. Close. No. Close. No. Không phải close. Close. No. Close your book. Close your book. Right. Number 3. Number 3. Bike. Okay, number 3. Stand up. Okay, stand up, right. Number 4, cake. Number 4. Sit down. Sit down, right. Number 5. Number 5, Kevin. Yes. Okay, number 5. Hand up. Hands up. Hands up. No, hands up. Hands up. Okay, right. Number 6, rabbit. Yes. Number 6. Hands down. Hands down. Hands down. Down, right. Okay, we move to next park. Right. Okay, now you're gonna listen and tick the box. Rồi bây giờ tụi con sẽ nghe và sau đó tích vào cái ô nào mà có đáp án đúng tương ứng với cái phần mình nghe ha. Ok. There are 1, 2, 3. 3 sentences. Rồi ở đây mình có 3 câu ha. And there are 2 pictures. Và trong mỗi một câu thì mình sẽ có 2 câu. Nhưng mà chỉ có một câu đúng thôi. Nhiệm vụ của mình là mình sẽ nghe và sau đó tích vào cái câu đúng. Ok. Now let's listen. Rồi bây giờ tụi con sẽ nghe ha.
C. Listen and tick the box. 1. Good morning. Open your books. Yes, teacher. 2. How many balls? Hands up. Yes, Billy. 9. That's right. 3. Okay, everyone. Close your books. Yes, teacher. Close. Great. Now listen again. Rồi, bây giờ các con nghe lại ha. C. Listen and tick the box. 1. Good morning. Open your books. Yes, teacher. 2. How many balls? Hands up. Yes, Billy. 9. That's right. 3. Okay, everyone. Close your books. Yes, teacher. 1. Okay. 1. À, các con đợi cô xíu ha, cô nghe điện thoại xíu. Ok. Okay, Mark, I'm back. Anna. Okay, number one. Open your book. Open your book. Open your book. Book again. Open your book. Open your book. Okay, right. Okay, now listen again. C. Listen and tick the box. 1. Good morning. Open your book. Okay, open your book. Right. Good. Number 1, open your book. Đáp án của mình là open your book. Number 1. Right. Horse. Number 2. Horse. Yes. Number 2. Cái số 2 con chọn nào nè? Number 2.
Hands down. Hands down. Okay, now let's listen. Yes, teacher. Two. How many balls? Hands up. Yes, Billy. Nine. That's right. Hands up. Mình nghe là hands up chứ không phải là hands down ha. Hands up. Hands up. Alright. Cái thứ hai ha. Hands up. Hands up. Okay. Hands up. Number three. Number three, Mina. Number three, Mina. Yes. Number three. Number three. Cái số ba con chọn nào. Number three. Mina. 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 Cô có. Mina. Con chưa biết. Con chưa biết hả? Ok, now listen. Now listen. C. Listen and tick the box. Yes, teacher. Many balls. Hands up. Yes, Billy. Nine. That's right. Three. Ok, rồi mình nghe số 3 ha. Three. Ok, everyone. Close your books. Yes, teacher. Okay. Mina? Yes. Okay. What do you choose? Con chọn nào. Con chọn nào. Con chọn từ đóng sách lại. Đóng sách lại thì mình nói sao? Con nghe được cái gì? Con nghe được cái gì mà con chọn cái mà đóng sách lại? Mina, con nghe được cái gì? Mina. Mina. Yes. Rồi con nghe được cái gì mà con chọn đóng sách lại? Tại sao con chọn đóng xích lại, con chọn đại hả? Con phải nghe được một cái từ gì đó thì con mới chọn đóng xích lại. Con biết nè cô.
hole. Okay, thank you. Thank you, Mina. Sky. Sky. Yes. Okay, number three. Number three. What do you choose? Con chọn nào? Con chọn đóng phút lại. Okay. What did you hear? Con đã nghe được gì? Hẳn nãy con nghe được con giò bóp. Con nghe ta đọc là three. Close your book. Close your book. Okay. Close your book. Right. Là đóng sách lại ha. Okay. Close your book. Đóng sách lại. Right. Good. Okay. Right. We move to Net Park. Let's move to Net Park. Okay. Matching. Okay. Matching. We have 1, 2, 3, 4. Four picture. And A, B, C, D. Dạ, bốn cái từ này. Bây giờ mình sẽ nói bức tranh. Từng bức tranh sẽ nói với từng chữ cái A, B, C, D để tạo thành một từ hoàn chỉnh tương ứng với cái bức tranh đó. Okay. For example, chẳng hạn như là cô có bức tranh số 1. Bức tranh số 1 là mình thấy hành động. Hành động đang mở sách ra. Hành động đang mở sách ra đúng không? Thì mình có là open. Người ta cho sẵn cái từ open nè. Mình chỉ cần tìm cái từ tiếp theo của cái từ mở sách ra, mình gọi là open your book. Ở đây người ta sẵn cho cái từ là open rồi, thì mình chỉ cần tìm thêm một cái từ nữa, đó là your book, tạo thành cái từ là open your book, tương ứng với bức tranh số 1. Ok, rồi, tụi con hiểu chưa? Rồi, mình có bức tranh, we have picture 2, bức tranh số 2, picture 2. Jerry. Yes. Okay, picture 2. Picture 2. March. Hand up. Hand. Hand up. Hands, hands down. Hands down. Hands down. Rồi, con chọn câu nào? A, B, C, or D? C. C. Rồi, C đúng không? Right. Milk. Milk. Yes. Okay. Do you have any another one? Another answer? Rồi, milk, trả lời cho cô biết là con có cái đáp án khác bạn không? Number 2. Cô. Hay là con làm giống như bạn? Number 2. Con sẽ làm đáp án giống bạn. Okay, right. Con là đáp án giống bạn đúng không? Right. Number 2. Okay, Michael. Hai cô cũng trả lời. Michael. Yeah. Number 2. Look at number 2. Do you have any questions? Another answer. Con có đáp án khác không? Dạ không. Rồi, con làm giống như bạn đúng không? Hands down. Picture 2, hands down. Michael.
Yeah. Rồi con làm giống như bạn đúng không? Yeah. Okay, right. Number one, cat. Cat, sorry. Number two, cat. Cat. Con làm giống bạn hả? Rồi, trả lời cho cô biết cái bức tranh số 2 nè, hành động mọi người đang làm gì? Dạ. Rồi. Con nói lộn. Con không làm giống bạn, con làm hand up. À, hands up. Hands up. Rồi, tại sao con lại chọn là hands up? Tay lên là hand up. Ok. Con thấy tất cả mọi người đang làm hành động gì? Dạ. Giơ tay lên. À, giơ tay lên phát biểu. Giơ tay lên phát biểu thì mình gọi là hands up. À, hands up. Ok, giơ tay lên phát biểu gọi là hands up. Rồi. Các bạn khác chú ý cho cô ha. Cherry nè, Milk, Michael nè. Cái hành động mọi người đang giơ tay lên thì mình gọi là hands up, chứ không phải là hands down ha. Hands up. Ok, number 3. Number 3. Bike. Number 3, bike. Sao con? Lan Anh tắt mic cho cô. Okay, bike. What? Okay, number 3. Picture number 3. Yeah. Picture 3. B. B. Why? À, tại sao con lại chọn là B? Tại vì á cái số 3 là nó do bút nên con chọn B. À, con thấy bức tranh số 3 nó đang làm hành động gì? Bức tranh số 3 là đang đóng tắt lại. À, đóng tắt lại mình nói là close your book. À, close your book. Right. And number 4. Number 4. Cake. Yes. Number 4. Hand down. Oh, why? Why hand down? Tại sao con lại chọn là hand down? Tại vì con thấy cái hình ảnh nó để tay xuống. À, các bạn để tay xuống thì mình gọi là gì nè? Hands down. Hands down, right. Good. Okay, now let's repeat. Rồi bây giờ các con lặp lại ha. Picture 1. Open your book. Picture 2. Hands up. Hands up. Picture 3. Close your book. Close your book. Picture 4. Hands down. Hands down. Okay, now let's repeat. Calvin. Yeah. Okay. Repeat. Yeah. Close your book. Open
Open your book. Okay, next. Open your book. Open your book. Two. Hands up. Hands up. Hands up. Three. Right. Three. Close your book. Okay, close your book. Four. Hands down. Hands down. Hands down, right. Yeah. Right. Okay. Rabbit. 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 Yes. Yes. Okay. Number one. Open your book. Open. Open your book. Open. Open. Open your book. Open your book. Two. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Okay. Three. Close your book. Close your book. Close your book. Four. Hands down. Hands down. Hands down. Right. Anna. Anna. Yes. Okay. Number one. One. Open your book. Open your book. Two. Two. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Okay, three. Three. Close your book. Close your book. No, three. Close your book. Close your book. Okay, four. Four. Hands down. Hands down. Hands down. Right. Okay. Horse. Horse. Yes. Okay. One. Open your book. Yes. Right. Two. Hand up. Hands up. No, hands up. Hands up. Good. Three. Close your book. Good. And four. Hands down. Hands down. Very good. Mina. Yes. Number one.
open your book. Right. Good. Two. 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 Number two. Mina. Mina, number two. Mina. Mina. Okay, Sky. Sky. Yeah. Okay, number one. Cô còn thấy cái màn hình của cô. Cái màn hình của cô hả? Không thấy. Hồi nãy con cũng bị khóc. Ôi, rồi thấy chưa? Number one là open your book. Right. Number two. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Okay. Number three. Close your book. Good. Four. Hands down. Right. Good. Cherry. Cherry. Yes. Okay. Yes. Number one. Open your book. Open your book. Yes. Number one. Open your book. Open your book. And number two. Hands up. Hands up. Hands up. Right. Number three. Close the book. Right. And number four. Hand down. Hand down. Very good. Right. Milk. Milk. Yes. Okay. Number one. Number one. Milk. Yes. Number one. Close your book. Open. Open your book. Open your book. Yes. Number two. Number two. Number two. Hands up. Hands up. Yes, hands up. Number three. Close your book. Close your book. Number four. Hands down. Hands down.
Chào. Chào. Phải chào. 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 Không phải chào. Con đọc giống như là từ đào, giống như từ đào đúng không? Nhưng mà nó nhẹ ra. Chào. Chào. Oh yes, hands down. Hands down. Right, good. Okay. Michael. Yeah. Why? Yeah. Number one. Number one. When? Open. Open. Open your book. Open your book. Open your book. Open your book. Okay. Two. Hand up. Hands up. Hands up. Hands up. Okay, three. Close your book. Four. Hands down. Okay, hands down. All right. Okay, right. Now we stop here. And thank you everyone. Goodbye everyone. Okay. Rồi bây giờ hôm nay mình kết thúc tại đây ha. Goodbye, teacher. Goodbye. See you. Học đi. Thôi ao đây. Bye.